Trong số 8 cái tên có mặt tại tứ kết Europa League mùa này, Barcelona đang là đội bóng nhận được nhiều sự chú ý nhất và thử thách ở vòng đấu tới đây của họ đã được xác định đó là Eintracht Frankfurt. Xét về thực lực, đây là đối thủ ở trình độ thấp hơn, vì thế mà đại diện Tây Ban Nha cũng được đánh giá cao cho khả năng vượt qua thử thách này. Hơn nữa, điểm tích cực đến từ thầy trò huấn viên Xavi còn là phong độ ấn tượng mà họ đang thể hiện trong quãng thời gian hơn 2 tháng qua, với thành tích thắng tới 8 và chỉ hòa 1 sau 9 trận. Đặc biệt đáng chú ý khi chuỗi kết quả vừa rồi chủ yếu diễn ra trên sân khách, cụ thể là toàn thắng cả năm trận gần nhất. Vì vậy mà trận lượt đi tới đây, Barcelona lại càng và thêm hy vọng trong bối cảnh hành quân đến đất Đức. Nên nhớ kết quả vòng play-off và vòng 1-8 của đấu trường Europa League vừa rồi của đội bóng Tây Ban Nha đều được định đoạt ở những chuyến làm khách chứ không phải tại Nou Camp. Vì thế mở trận đấu tới đây khả năng họ làm được điều tương tự trên sân của Eintracht Frankfurt là hoàn toàn có thể. Không những thế sự ủng hộ còn đến từ chính đối thủ bên kia chiến tuyến, cụ thể về phía đại diện nước Đức, không những bị đánh giá thấp hơn về thực lực đội bóng này còn đang gây hoang mang bằng phong độ bất ổn thời gian vừa rồi, như cả ba trận gần nhất đều không giành được chiến thắng. Đặc biệt trên sân nhà họ còn thi đấu ở diện bết bát khi đã để thua tới 5 và chỉ thắng một ở bảy trận gần đây. Chính những điều này lại càng củng cố thêm niềm tin cho Barcelona ở trận đấu tới. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái xếp họ chấp tới 3/4 cùng điểm ăn thấp cũng cho thấy sự ủng hộ lớn với đại diện Tây Ban Nha. Nên nhớ là trong quá khứ họ vốn không được đánh giá cao khi hành quân đến đất Đức ở đấu trường châu Âu. Vì vậy mà mức kèo trên cũng là diễn biến đầy tích cực và kết hợp tất cả những yếu tố ấy, Barcelona xứng đáng là cái tên để tin tưởng ở trận đấu tối. Trên phương diện tổng bàn thắng với tính chất quan trọng của trận đấu lại thêm việc chưa từng gặp nhau trước đây, chắc chắn sẽ có sự cảnh giác từ cả hai đội trong sự lựa chọn lối chơi của mình. Điều đó khiến đánh giá cho kịch bản tương bừng bàn thắng là không cao. Tuy nhiên trên thị trường khá bất ngờ khi nhà cái vẫn đưa ra mức kèo là 2 3 phần tư, lại thêm điểm ăn thấp cho cửa tài. Đặc điểm đó đang khiến hy vọng cho khả năng bùng nổ ở trận đầu tư vẫn có và mốc trên cũng được trông đợi. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, đại diện nước Anh là West Ham sẽ có cuộc chạm trán với Lyon, trước đối thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến